Bạn có biết rằng nếu bạn hôn vào trái mướp sẽ gọi là gì không? Kiss mướp, đó là cướp mic. What the hell? Chính là nó, ai đó đã cướp mic của mình rồi và cất lên giọng hát ối rồi ôi như vậy. Cùng với đó là top trend hay nhất, mới nhất tháng 10 năm 2023 này. Nếu nhún nhảy và hát theo là bạn thua đấy nhé. Chơi là phải chiến. Đến câu hỏi đầu tiên là người vừa cướp mic của Nhanh Trí, bạn có nhận ra đó là ai không? Con bướm già, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bướm bay, bay, hai ba giọng bay. Doraemon ơi, cứu tớ! Chính là Nobita, ngoài skill hậu đậu top 1 lớp thì cậu ấy còn có skill vừa hát vừa nhảy nữa đó hả? Kìa, con bướm già, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bướm bay, bay, hai ba giọng bay. Tưởng phá game cực mạnh, ai ngờ lại giúp được nàng Shizuka luôn, thế mới chất chứ lị. Các bạn ơi, đừng chê ông hoàng hậu đậu, chúa tể vụng về Nobita nữa. Giữa 99 điểm yếu thì Nobita có một vài sở trường cực đỉnh, cả trường không ai bằng cơ. Đó là đá bóng, bắn súng hay bắn bi. Bằng chiêu, bắn súng chính là biệt tài siêu đẳng của Nobita đấy nhé. Hẳn là bạn thắc mắc Nobita cận to cả mắt ra như thế mà bắn súng siêu đỉnh là sao, đúng không? Thế mới gọi là đẳng cấp uy tín chứ. Mỗi khi mà Nobita trổ tài là bách phát bách trúng, khiến ai cũng trầm trồ. Bên cạnh đó, cậu ấy chơi thắt dây cũng rất chi là nghệ cả củ luôn. Vậy thì Nobita có xứng đáng để chúng mình thả một like không đây? Có thể bạn đang rất tự tin vì trả lời được hết đúng không? Nhưng bạn không biết rằng vẫn còn 15 nhân vật bí ẩn nữa đang chờ các bạn đoán ra để lấy được một chiếc cúp danh dự về. Trước đó hãy xem bạn có vượt qua thử thách thứ 3 không nhé? Hot nhất hiện nay, len lỏi vào từng hơi thở của giới trẻ, từng con ngõ giới trẻ đi qua, đó là trend này. Nhanh Trí nghĩ bạn chưa đoán ra đâu. Chị Nhanh Trí ơi, hết giờ rồi còn đâu, chị cho em mượn cây kéo. Ô, để làm gì? Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Cắt đôi nỗi sầu hả? Anh cắt đi cả bóng mình, anh mang theo bên mình bấy lâu. Chiếc trend này làm mưa làm gió khuấy đảo thế giới ảo những ngày vừa qua. Tên trend cũng chính là tên bài hát của ca sĩ trẻ Tăng Duy Tân. Các bạn ạ, anh ấy thật tài năng khi sáng tác ca khúc nào là lên top trending ca khúc đấy. Bạn đã bắt kịp chiếc trend này chưa? Chia sẻ ngay về trang cá nhân để là người dẫn đầu trend nhé. Em lấy cho anh cây kéo. Anh lấy kéo để làm cái gì? Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu, anh cắt đi cả bóng. Âm nhạc lại vang lên rồi, và người bí ẩn tiếp theo sẽ là ai đây? Chị hẹn hò với em đi, Rose. Mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt baby như phát ra ánh sáng trên sân khấu này có xứng đáng nhận cơn mưa like từ các fan đen hồng không đây? I love you, Rose nhé. Một nhân vật siêu quen thuộc của nhà gãy TV, duyên dáng như nhung thị, lém lỉnh như thèo tô mà không ai là không biết. Bạn có nhận ra nhân vật đó đang ẩn sau bức hình là ai không? Ai chẳng muốn mình xinh, ai chẳng muốn lên sóng được lâu. Ồ, bóng hình ấy chính xác là của chị Thùy Anh gãy TV rồi. Ai chẳng muốn mình xinh, ai chẳng muốn lên sóng được lâu. Thật không ngờ, trên phim chị đã xinh lắm rồi, ở ngoài chị còn cute gấp 10 lần hơn nữa. Các bạn biết không, nhiều fan còn comment rằng Thùy Anh dạo này xinh tới nỗi không nhận ra, rồi thì là mà nhạc cuốn, người còn cuốn hơn, ẻo ôi ngọt thế. Vậy còn người thần bí này là ai? Là ai mà lại lạ lại quen quen vậy ta? Ui, cứ tưởng là ai xa lạ, hóa ra đó là anh Hoàng Hư Hỏng, một thành viên gây hài cũng cực mạnh tới từ gãy TV. Để mà nói về giọng ca vàng trong làng rapper chợ mơ thì bạn nghĩ ngay đến ai trong gãy TV nhỉ? Hiếu Hư Hỏng. Nhìn tao này,
hay hoàng hỏng hóc đấy. Sau khi nghe rap xong thì bạn chấm cho ai điểm cao hơn? Người ta có rapper, còn tôi đây có rapper. Vậy nên khi rapper rap là nghe muốn tụt cả huyết áp luôn đó trời. Không biết nên chấm cho 5 điểm hay 5 điểm rưỡi nhỉ? Cả này khó, cả này khó. Bạn có thể tham gia chấm điểm bên dưới comment nhé. Còn ngay bây giờ, hãy hướng cặp mắt về phía màn hình. Nhưng cẩn thận một xíu nhé, bởi vì sự xinh đẹp này khiến bạn say ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Đây là ai? Anh sống ở trên bàn, rap trên bàn, còn mấy thằng bạn hip hop trên bàn. Tim tôi, chị Lê Bống. Chị đã phạm phải tội xinh quá đà, làm tim không ít fan đập thình thịch. Giờ chị không chỉ là một TikToker bình thường mà còn là MC rồi cơ. Đối thủ tiếp theo xứng tầm với chị Bống thì chắc chắn không thể bỏ qua cô gái vàng trong làng TikToker này. Giai điệu cuốn hút quá. Và đó chỉ có thể là Xin. Đèn pin thì cần mới sáng, còn muốn tỏa nắng thì cần chị Xin. Yeah, I love you. Này, có phải bạn định đứng dậy nhảy nhót theo đó hả? Đừng quên luật chơi nhé, hát hay nhảy theo là thua đó nha. Nên đừng đắm chìm trong vũ đạo mê hồn ấy nữa. Hãy tỉnh lại ngay và tiếp tục điệu nhảy bánh cuốn tiếp theo nào. Ở đây có 3 giai điệu và Xin đang nhảy theo giai điệu nào? Ta đã phóng ở trên con Mustang, chắc có một băng trong cơn bành thăng. Look at me. Ai cũng muốn mình xinh, ai cũng muốn được lung linh. Ai chẳng muốn mình xinh, ai chẳng muốn lên sóng được lung linh. Chị cũng muốn mình xinh, cũng muốn mình được lung linh. Bao người ngắm nhìn, nhưng mà ai là người sẽ quay cắp cắt giật giật cho tôi bây giờ? Ai, tôi đành chờ những câu trả lời đáng yêu của các bạn dưới comment nhé. Chúc mừng những chiến thần biết tuốt của tôi. Các bạn đã vượt qua được một nửa chặng đường và chiếc cúp chiến thắng đang rất gần rồi. Càng ngày càng nhiều nhân vật hot nhất hiện nay xuất hiện và một bất ngờ đặc biệt dành cho bạn đây. Cơ hội giành 1 triệu đô la từ một người bí ẩn sẽ ship xuyên qua màn hình cho bạn nếu bạn đoán ra người bí ẩn ấy là ai. Vâng, bạn sẽ nhận được 100.000 đô la, 1 triệu đô la nếu như vượt qua thử thách này. Không ai khác, đó chính là anh Mr. Beast. Wow, wow, ông hoàng YouTube, cao thủ video triệu view, kẻ nắm giữ tiền bạc, chiến thần video hay nhất thế giới. Dù bạn là bất kỳ ai, quốc gia nào mà gặp Mr. Beast tham gia thử thách của anh ấy sẽ được anh ấy tặng 1 triệu đô la bất kỳ đấy. Bao giờ anh ấy sang Việt Nam thực hiện thử thách thì bạn là người may mắn đó chứ. Hãy like, share thật nhiều cho Mr. Beast để ủng hộ anh ấy sang Việt Nam nhé. Còn trong 3 chiếc túi này cũng có một chiếc đựng 100 triệu trái tim. Việc các bạn cần làm là hãy tìm ra nó trong 5 giây thôi. Ok, giờ thì bắt đầu nào. Ồ, vừa mới bắt đầu mà đã hết giờ rồi sao? Đáp án là túi số 2. Chúc mừng bạn nhé, thực sự bạn rất tinh tường và đỉnh đấy. Tuần này có khi 1 triệu trái tim sẽ đập thình thịch trong lồng ngực của bạn. Ôi, má ơi, chuyện này là thật, nhanh trí cạn lời luôn. Có 2 Mr. Beast nhưng là 2 phiên bản khác nhau. Phận làm fan phải biết làm sao đây, chọn Mr. Beast phiên bản Việt Nam hay phiên bản Hàn Quốc? Ồ, lựa chọn của bạn là gì? Còn Nhanh Trí là người Việt Nam chắc chắn 100% nên sẽ dành sự ưu tiên cho phiên bản Việt rồi. Được rồi, tôi cá với các bạn là người bí ẩn tiếp theo sẽ khó cho người không dùng TikTok và dễ cho fan nhảy nhót đó nha. Bạn phát hiện ra là ai chứ? À, hóa ra là chị Đào Lê Phương Hoa. Chị đu trend này over hợp luôn đó. Cứ y như là một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy.
tin vui tới đây. Cho những ai vừa xịt câu hỏi này, bạn tự tin vào năng lực nhận diện khuôn mặt chứ? Cơ hội để gỡ gạc đây rồi. Đoán nhân vật đang nhảy tiếp theo nhé. Yeah, fan anime mãi đỉnh, thám tử Conan hả? Chính xác là cậu ấy rồi. Ngoài điều tra án ra, cậu ấy còn rất giỏi nhảy múa đó. Wow, người ta gọi là văn võ song toàn là đây. Nếu bạn là một fan cuồng của Conan, thì bạn sẽ nói câu gì với Conan nhỉ? Chưa cần vội trả lời đâu, bởi vì tiếp theo ngay sau đây cũng có một sự thật khiến fan phải té ngửa về Conan. Trong truyện tranh Conan ly kỳ và bí ẩn như thế, Conan đã phá hàng trăm triệu vụ án, cậu ấy và siêu trộm Kid, ai thông minh hơn? Conan mặc dù giỏi nhưng vẫn xếp sau chỉ số IQ của siêu trộm Kid. Ồ, tin này có bất ngờ không vậy? Nhân vật có IQ cao ngất ngưởng lên đến 400, trong khi Conan nhà ta chỉ có 180 thôi. Ái chà chà, đây là sự thật chứ các bạn? Trộm ở ngoài đời mà thông minh như thế này thì chắc chắn những chú cảnh sát hơi bị vất vả đấy. Nếu như bạn có IQ của siêu trộm Kid, bạn sẽ làm gì để phát huy hết khả năng IQ 400 nhỉ? Thật tò mò quá đi! Các nhân vật bí ẩn ngày càng lộ diện hết rồi. Và sau đây, mình không chắc các bạn có đủ tinh ý biết được đây là ai đâu. Hỡi những weebu chân chính, đó là các nàng thủy thủ mặt trăng. Này, các bạn ơi, nói không phải khen, chứ các bạn đỉnh của chóp lắm đó. Được rồi, khó như vậy mà bạn còn vượt qua, thì điều sau đây làm sao mà làm khó được bạn chứ nhỉ? Hình bóng ấy là của... Và người đó là Snoop Cat. Wow, quá là dễ thương đúng không nào? Anh bạn này đang hot hot trên mạng lắm đấy. Và bạn muốn biết nhiều hơn về bạn ấy thì hãy để lại cái tên Snoop Cat dưới phần comment cho mình biết. Mình sẽ giải thích thật chi tiết nhé. Say oh yeah, vì bạn quá xứng đáng nên chiếc cúp vinh dự này sẽ là của bạn. Chúc mừng, chúc mừng.